Giá heo hơi hôm nay mùng 4 tháng 5, lặng sóng, cao nhất 54.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay, mùng 4 tháng 5 duy trì đi ngang trên cả nước. Tỉnh Đồng Nai chấn chỉnh tiêm vaccine phòng bệnh cho đàn vật nuôi. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc di ngang. Theo ghi nhận, thị trường heo hơi tại miền Bắc ổn định. Trong đó, tỉnh Hưng Yên tiếp tục thu mua heo hơi với giá 54.000 đồng mỗi kg. Cùng thời điểm khảo sát, Mức giao dịch thấp nhất khu vực là 51.000 đồng mỗi kg vẫn được ghi nhận tại ba tỉnh Yên Bái, Lào Cai và Tuyên Quang. Các địa phương khác duy trì thu mua heo hơi với giá trong khoảng 52.000 đến 53.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 51.000 đến 54.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 52.000 đồng mỗi kg, Yên Bái là 51.000 đồng mỗi kg. Lào Cai là 51.000 đồng mỗi kg, Hưng Yên là 54.000 đồng mỗi kg, Nam Định là 52.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 52.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 50.000 đồng mỗi kg, Thái Bình là 53.000 đồng mỗi kg, Hà Nam là 52.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Phúc là 53.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 53.000 đồng mỗi kg. Đinh Bình là 52.000 đồng mỗi kg, tuyên quang là 51.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên ổn định. Theo ghi nhận, thị trường heo hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên chuẩn giá. Theo đó, tỉnh Quảng Bình tiếp tục thu mua heo hơi với giá 51.000 đồng mỗi kg. Heo hơi tại hai tỉnh Bình Định và Lâm Đồng vẫn được giao dịch ở mức 54.000 đồng mỗi kg. Thương lái tại các tỉnh còn lại thu mua heo hơi với giá trong khoảng 52.000 đến 53.000 đồng mỗi kg. Hiện tại, giá thu mua heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 51.000 đến 54.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Thanh Hóa là 52.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 52.000 đồng mỗi kg, Hà Tĩnh là 52.000 đồng mỗi kg, Quảng Bình là 51.000 đồng mỗi kg. Quảng Trị là 52.000 đồng mỗi kg, Thừa Thiên Huế là 52.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 5. 13.000 đồng mỗi kg, Quảng Ngãi là 53.000 đồng mỗi kg, Bình Định là 54.000 đồng mỗi kg, Khánh Hòa là 52.000 đồng mỗi kg, Lâm Đồng là 54.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắc là 52.000 đồng mỗi kg, Ninh Thuận là 52.000 đồng mỗi kg, Bình Thuận là 50. 2.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam lặng sóng. Thị trường heo hơi tại miền Nam chững lại. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh duy trì thu mua heo hơi với giá 51.000 đồng mỗi kg. Cùng lúc, thành phố Vũng Tàu duy trì giao dịch ở mức 54.000 đồng mỗi kg. Thương lái tại các tỉnh, thành còn lại vẫn thu mua heo hơi với giá trong khoảng 52.000 đến 53.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay trong khoảng 51.000 đến 54.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 52.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 53.000 đồng mỗi kg, Thành phố Hồ Chí Minh là 51.000 đồng mỗi kg, Bình Dương là 52.000 đồng mỗi kg, Tây Ninh là 52.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 54.000 đồng mỗi kg, Long An là 53.000 đồng mỗi kg, Đồng Tháp là 53.000 đồng mỗi kg, An Giang là 52.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Long là 52.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ là 52.000 đồng mỗi kg, Kiên Giang là 52.000 đồng mỗi kg, Hậu Giang là 52.000 đồng mỗi kg, Cà Mau là 53.000 đồng mỗi kg, Tiền Giang là 53.000 đồng mỗi kg. Bạc Liêu là 53.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh là 53.000 đồng mỗi kg, Bến Tre là 52.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng là 52.000 đồng mỗi kg. Nhìn chung, giá heo hơi duy trì đi ngang. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 51.000 đến 54.000 đồng mỗi kg. Cập nhật thông tin giá heo hôm nay. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản số 3650 chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh công tác tiêm vaccine phòng bệnh cho đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh, theo báo Đồng Nai. Theo đó, từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận một ổ dịch bệnh tả heo châu Phi ở khu vực xã Hàng Gòn, thành phố Long Khánh, có 3 trường hợp chó cắn người và chó được xác định mắc bệnh dại ở xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, xã Tây Hòa và sông Trầu, huyện Trảng Bom. Nhằm không để các loại dịch bệnh nguy hiểm xảy ra trên diện rộng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định của luật thú y và các quy định khác.